Hello, chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim ha. Và chào mọi người đang xem video ha. Hôm nay mình tiếp tục quay cái mẫu máy thẻ đó nha anh em. Máy này là cũng là hai kênh nha anh em. Máy này ở ông anh ở bên Kiên Giang nè. Anh mới đặt mình hồi sáng nha. Thì bây giờ mình làm xong rồi xíu nữa mình đi gửi luôn nha anh em ơi. Giờ tranh thủ quay video cho anh em xem tí nha. Còn hai cái máy kia thì của anh bạn ở bên Trảng Bàng. Chẳng bằng Tây Ninh nha nè. Lấy thêm ba cái nữa nha nè. Mình mới làm được có hai cái à. Với một cái máy băng nữa. Cái hộp này mình khoét rồi nè anh em, mà mình chưa có làm nè. Mình làm không có kịp anh em ơi. Giờ tại vì ông anh này ông cũng cần nè. Cần gấp á nên mình sẽ gửi cho anh này trước nha. Thì còn hai cái này với một cái đó với một cái máy băng á thì mình làm sao anh em ơi, tại vì còn máy băng nữa mình làm không kịp, ngày mai mới mình đi gửi được. Giờ mình sẽ ghi test tiếng cho anh em nghe ha. Thì mẫu mã thì cũng giống như mọi khi thôi nha nè, có khoét cái lỗ thông hơi cho anh em nè. Còn mạch mạch máy thẻ thì mạch Bluetooth nha nè, anh em có thể kết nối Bluetooth được nè, USB nè, và cái LX nè. LX này là cái đuôi mà cái đuôi mic đó nè, vô trong cái điện thoại á. Còn phía trước thì mặt trước thì chỉ có một dãy nè, volume nè, chép nè, bass nè, volume chép bass nè. Thì đây là công tắc nguồn nè, bật lên là nó lên nè. Cho anh em nữa nên tình trạng hú thì không có nha nè, mình chống hú tuyệt đối luôn nè. Đây. Cho anh em nghe ha. Một lò kia mình để lên trên này. Mình đóng một cổng nè, đóng hết luôn nè. Đó, nó không có hú một miếng nào hết trơn anh em thấy không? Đây. Mình sẽ nhích ga lên cho anh em xem. Công suất máy thì rất là mạnh nha, mình mở nhỏ thôi. Để tránh trường hợp mà mở lớn quá nó bị chát anh em. Với lại trong nhà to nè anh em thấy không? Tới cái miệng loa luôn không? Giờ mình sẽ đóng lại nè. Khi mà cái máy của anh em á, nếu mà nó bị hú á thì anh em đóng lại hết vậy nè, nó sẽ bị hú e trong cái loa này nè, là cái tiếng ra nó bị chát nha anh em, tiếng nó hơi ra không có chuẩn. Còn mà anh máy của anh em á mà đóng lại hết, đóng cái volume nhỏ lại hết mà nó không nghe miếng nào hết trơn vậy á, là cái tiếng phát âm nó ra nó chuẩn hơn nha anh em. Hãy
cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ mình một thời gian qua ha. Anh em nào có cần máy thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại thì mình để lên trên màn hình đó anh em. Thì anh em nào mua máy thì mình sẽ hỗ trợ tiếng cho anh em ha, từ A đến Z ha. Còn cái máy của mình thì mình có chống ngược cực cho anh em mình. Anh em mà có kẹp lộn thì nó cũng không sao nha anh em. Đó. Nó không có lên nguồn nha anh em. Khi anh em kẹp đúng thì nó sẽ lên nguồn nha anh em. Đó. Đó. Thì nói chung ra thì cái máy của mình thì anh em có thắc mắc gì đó, anh em đánh thấy nó chưa có ăn chim á, thì anh em cứ alo trực tiếp cho mình. Mình sẽ hỗ trợ đổi tiếng cho anh em ha. Tại nhầm dùng anh em ơi, nhầm khi cái dùng mình á, mình đánh cái tiếng đó nó ăn. Nhưng mà lúc mà mình gửi cho anh em đánh cái dùng đó lại á thì nó lại không ăn. Nhưng mà nhầm khi nó ăn yếu một hai con á, rồi nhầm khi nó bên anh em nó đi kém á, thành ra nó không có ăn luôn. Thì anh em cứ alo trực tiếp cho mình sẽ gửi tiếng khác cho anh em đánh. Rồi, video đến đây kết thúc nha anh em ơi. Anh em nào cần máy thì cứ alo ha. Số điện thoại mình để lên trên màn hình đó nè. Rồi, chào anh em ha.